Đối tượng Trang xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày nay Trang và luật sư Đỗ Phú xin được trở lại quý giả trong phần bình luận tin tức của SBTN. Xin chào anh Phú ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Trường Thắng. Dạ vâng, trở lại những cái gì nó xảy ra trong tuần vừa qua đó, kính thưa quý giả và thưa anh Phú. Thì một trong những cái chuyện mà người ta gây chú ý nhất đó là hai sự kiện. Sự kiện đó là cuộc tranh luận xảy ra ở trong đảng Cộng Hòa do đài truyền hình Fox News tổ chức, cuộc gọi là debate, gồm có 8 nhân vật của ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho chức vụ tổng thống. Cùng lúc đó ông Trump quyết định ra gọi là nộp mình tại tòa, tại nhà tù ở quận Fulton, tiểu bang Georgia về cái tội mà tiểu bang nói rằng là ông đã can thiệp vào cuộc bầu cử 2020 bằng cách gọi cho ông bộ trưởng nội vụ, tức là Secretary of State Raffensperger, người của đảng Cộng Hòa, bộ trưởng nội vụ của tiểu bang, tiểu bang Georgia, ông này là đảng viên đảng Cộng Hòa, để yêu cầu ông này phải lấy cho ông 11.780 lá phiếu để ông có thể thắng ông Joe Biden tại tiểu bang Georgia. Ông Trump ông cố tình xuất hiện vào ngày thứ năm thay vì là ngày thứ sáu, tại ngày thứ sáu 12 giờ trưa mới là hết hạn mà ông có thể xuất hiện vào ngày thứ sáu nếu ông muốn, nhưng ông muốn ngày thứ năm để ông lấy đi tất cả cái sự chú ý của truyền thông báo chí về ông, thay vì là cái cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa gồm có 8 ứng cử viên. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, vậy thì trong cái cuộc tranh cử này thì ai là cái người thắng cuộc trong cuộc tranh cử đó? Theo cá nhân Trần Thắng, xem cái cuộc debate đó, tranh luận đó, thì người thắng cử này đó là không ai khác, người thắng cái cuộc tranh luận đó không ai khác hơn là bà Nikki Haley. Và tờ Wall Street Journal cũng đồng ý với quan điểm này và cho đây là cái bài báo trên tờ Wall Street Journal đã nói rằng bà cái người mà thể hiện trung thực nhất và nói lên cái sự thật nhất là bà Nikki Haley. Bà này là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina. Cái lý do tại sao mà gọi là bà này, bà nói thật. Bà nói nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất, khi mà đặt vấn đề mà gọi là chi tiêu đó, thì ai cũng bảo rằng là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ chi tiêu quá nhiều. Bà Nikki Haley đó, bà này là bà bằng có nhà, có bằng cử nhân về accounting, là kế toán. Bà nói thẳng nè, chính cái thời ông Trump á, trong 4 năm á, ông đã cộng thêm 8.000 tỷ Mỹ Kim, 8 tỷ Mỹ Kim vào trong cái gọi là ngân sách của quốc gia, làm cho nó 8.000 tỷ Mỹ Kim trong ngân sách quốc gia, làm cho nó thâm thủng 8.000 tỷ, chỉ trong 4 năm của ông Trump thôi, vì cái vụ Covid. Thứ hai là cái ngân sách cho tài khoá 2024, ngân sách đó do Hạ viện của đảng Cộng Hòa nắm giữ, bỏ phiếu và đã yêu cầu là phải chi thêm 7.4 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái tiểu bang đỏ của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó Dân Chủ đó, họ yêu cầu chỉ có 2.8 tỷ Mỹ Kim thôi. Thì bà Nikki Haley bà hỏi, vậy đặt câu hỏi ra là ai chi nhiều tiền hơn ai? Cộng Hòa hay Dân Chủ? Rõ ràng Cộng Hòa chi nhiều hơn Dân Chủ, nhưng mà cứ đổ thừa cho Dân Chủ là chuyện nhất. Về chuyện phát hai, bà nói rằng là khăng khăng đó là phía bên đảng Cộng Hòa là muốn cấm phá thai. Có nhiều nơi tiểu bang không có cho, gọi là có nhiều trường hợp miễn trừ. Có nhiều nơi sau 6 tuần lễ là cấm phá thai. Nhiều khi người phụ nữ không biết mình có bầu nữa. Rồi, câu hỏi đặt ra là 15 tuần hay sau 15 tuần? Bà Nikki Haley bà nói thẳng à, mấy anh muốn kiểu gì mấy anh muốn, nhưng mà cái vấn đề là anh có được 60 phiếu ở Thượng viện Hoa Kỳ hay không? Để mà thông qua cái anh muốn ở phá thai ở liên bang hay không? Chắc chắn là không có. Mà không có đó thì cái điều đó xảy ra cái gì? Anh đẩy người phụ nữ về phía đảng Dân Chủ, họ sẽ bầu cho đảng Dân Chủ, họ không bầu cho đảng Cộng Hòa. Bởi vì mấy anh đi con đường quá quá cực hữu. Cho nên câu hỏi đặt ra là ít ra nó còn phải chấp 15 tuần thì còn có thể chấp nhận được, tức là 3 tháng. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là đảng Cộng Hòa không muốn, là hoàn toàn là không có phá thai luôn, anh không có phá thai luôn. Hiếp dâm thì sao, vấn đề bị hãm đốt như thế nào, loạn luân sao, loạn luân như thế nào, tất cả những cái đó anh đều không có một cái gì có ngoại lệ, cái gì cũng tuyệt đối cho nó, thì anh chỉ đẩy người phụ nữ qua phía bên kia là đảng Dân Chủ, là họ thấy là cái đảng này quá khích. Đúng, cho nên bà Nikki bà nói một chuyện này là bà là đảng, bà là bảo thủ, nhưng mà bà nói sự thật,
và nói sự thật lên là không làm được về vấn đề mà realism, tức là vấn đề practical đó, thực tế đó, là chúng ta phải trở lại cái đường này theo như cái đường lối Cộng hòa của bà. Có thể mình không đồng ý với đường lối của bà, đúng, nhưng mà đường lối của bà không có phải là cực hữu và quá khích. Đúng. Và cái đó là một cái chiến thuật anh thường thắng. Cái vấn đề là những người trong đảng Cộng hòa đó còn biết nghe theo vấn đề mà thực tế để khả thi hay không, thực tế hay không thôi, hay là họ nghe theo cái bánh vẽ của ông cựu tổng thống Trump. Chính bà Nikki Haley bà nói nè, ông Mike Pence á, là ông chủ trương là 6 tuần thôi, ở mức liên bang nha, chứ không phải là tiểu bang. Bà Nikki Haley bà hỏi thẳng, ông làm sao kiếm được thêm 11 cái lá phiếu, 11 cái ghế cho Cộng hòa ở Thượng viện để ông có thủ 60 phiếu. Cái chuyện là ông nằm trong mơ thì có đó, chứ bây giờ làm sao mà có được. Muốn có một cuộc dự đạo luật thông qua ở Thượng viện là phải chục phiếu, 60 phiếu. Mà bây giờ đó là phía bên dân Cộng hòa thua 2 phiếu. Đúng rồi. Đúng không? Tức là ông Mike Pence phải làm thế nào không biết, là ông phải làm sao ông vận động đủ cho 11 thượng nghị sĩ Cộng hòa thắng thì ông mới làm là cho đó là cái bánh vẽ anh thường thắng. Cái đó là cái bánh vẽ. Bánh vẽ họ đưa ra để cho họ tranh luận với nhau. Dạ. Nhưng mà có người mang cái đó, cái bánh vẽ trở lại thực tế là anh nên mang bánh vẽ ra mà anh phải làm chuyện gì để anh giải quyết đất nước của chúng ta trong hiện tình. Dạ. Ngày hôm nay. Và nếu mình không tiếp tục giải quyết cái hiện tình đất nước này đó, là nước Mỹ không có tiến lên được. Và đây là vấn đề cái đề tài tranh cử của tổng thống của bên đảng Cộng hòa, họ phải đưa ra là chúng tôi người nào là người mà làm lãnh đạo tốt nhất cho đất nước. Chỉ chính vì vậy mà tờ Wall Street Journal mới nói là bà Nikki Haley là cái người thắng cuộc trong cái cuộc tranh luận đó. Còn cái người mà không có khả năng lãnh đạo, tờ Wall Street Journal chỉ đích danh là ông Ron DeSantis. Khi mà cái người và điều hành chương trình Fox News đó, họ nói rằng là nếu như ông Trump mà ông bị tội đó, bị kết án rồi đó, tòa kết án rồi, thì các anh có ủng hộ hay không? Ông Ron DeSantis, ông nhìn qua, ông nhìn lại, ông coi ai giơ tay, rồi ông mới dám giơ tay lên. Tờ Wall Street Journal nói thẳng, nếu anh là người lãnh đạo đó, anh phải có lập trường. Dù cái điều đó anh nói ra người ta thích thì không thích, nhưng mà cái đó là lập trường của anh. Còn anh nhìn qua, anh nhìn lại để xem qua bên kia nó nói thế nào rồi anh làm theo. Anh không có lập trường. Anh không có lập trường. Trong một trong vấn đề lãnh đạo là anh phải có lập trường. Cái chuyện đúng hay sai, ít nhất anh có lập trường. Ông Trump đó, ông có lập trường nha. Trong cái chuyện mà đúng, đúng có thể sai. Mình không thích nhưng mà ông lập trường. Ông tin cái chuyện ông làm là đúng. Đó là chuyện thứ nhất. Còn Ramaswamy Sami đó là cái anh chàng người Mỹ gốc Ấn đó, thì anh bảo chứ anh này thì gọi là phò Trump hết mình. Anh nói rằng là anh là tổng thống là cắt bỏ Ukraine, không có lý do gì chúng ta phải ủng hộ Ukraine hết á. Nói thẳng. Bị cho bà Nikki Haley bà dạy cho bài học. Cái vấn đề đặt ra đó là anh muốn bảo vệ nước Mỹ từ xa hay là anh muốn bảo vệ khi mà Putin gõ cửa biên giới của Mỹ ra anh mới bảo vệ nước Mỹ. Dạy cho bài học ngay lập tức. Tức là anh non quá, không biết tí gì về đối ngoại hết mà anh đòi đi ra tranh cử tổng thống. Cho nên tối hôm đó Nikki Haley là người nổi nhất trong tất cả 8 ứng cử viên. Cái kiến thức về vấn đề mà của người lãnh đạo bà có. Dạ. Bà có và bà có cái lập trường của mình. Dạ. Có thể mình không đồng ý với lập trường của bà về vấn đề phá thai cũng như là vấn đề chính sách đối ngoại. Nhưng mà bà là người có lập trường và có cái nhìn rộng để có thể được đủ tư cách làm tổng thống. Cái vấn đề là bà có thuyết phục được người phía bên Cộng hòa họ đồng tin vào cái đường lối của bà. Nhưng mà nó có cái gì phủ rồi cứ như vậy. Bây giờ người ta nói đảng Cộng hòa đang gặp một cái gọi là tình trạng rất là nan giải bởi ông Trump. Nếu mà ông Trump được đề cử đó làm tổng thống đó thì liệu có thắng được trong cuộc tổng tuyển cử hay không? Chuyện thứ nhất, vì ông đã bị kết án, ông có thể bị kết án bất cứ lúc nào. Chuyện thứ hai, nếu bây giờ đảng Cộng hòa loại ông Trump ra đề cử Ron DeSantis chẳng hạn, ông Trump sẽ làm ngay lập tức, tôi sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng thứ ba, một đảng nào đó ABCDEF, chia phiếu luôn. Thì làm sao đây? Thì lúc đó đảng Cộng hòa đã bị phân chia nữa, anh Trần Thắng theo. Yeah. Và họ mất phiếu nữa, đó là cái chuyện mà họ phải quyết định. Cho nên cái trong bầu cử sơ bộ này, người dân Mỹ, trong đó những người mà đảng Cộng hòa phải quyết định, họ muốn đi theo đường lối cực hữu của ông Trump và tiếp tục cực hữu trong trường hợp mà bầu cử tổng tuyển cử có thể bị thua. Yeah. Hay là họ đi với một ứng cử viên khác trung hòa hơn. Nhưng mà trung hòa hơn thì ông Trump không ra là ông đã lập đảng thứ ba thì sao? Nhưng cái chuyện mà ông Trump lập đảng thứ ba chưa biết là ông có hay không, và chưa biết là ông có tính toán lại hay không nữa. Và không, ông đã từng tuyên bố là ông sẽ ra đảng thứ ba. Ông xạo nhiều lắm chứ vậy không đâu. Ông có cái hay của ông là ông xạo trong vấn đề chính trị. Yeah. Và chúng ta cũng biết là ông bị truy tố đó, cái chuyện không phải là chuyện ông nói xạo,
mấy cái chuyện mà ông nói dối về vấn đề mà máy bầu cử là chuyện nói dối hết á. Trong vấn đề chính trị yên từng tháng anh có quyền nói dối, không có luật nào cấm anh không được nói dối cả. Cái vấn đề là ông tin vào những gì nói dối mình là sự thật và ông thi hành cái chuyện nói dối của mình là bị gian lận đó, kêu chẳng hạn ông kêu nhân viên xuống lấy cái máy lại. Cái chuyện đó là chuyện khi anh thi hành anh bị vấn đề là tại vì anh nghĩ á là không sao. Tự do nước Mỹ mà. Anh có quyền nói dối máy gian lận và bầu cử gian lận, nhưng mà đừng có thọc tay vô mà làm tới nơi. Anh làm tới nơi là ông bị truy tố, thì ông bị truy tố về cái tội mà ông làm tới nơi tại không có bằng chứng. Còn cái niềm tin của ông thì niềm tin nó cũng thành vấn đề. Ok, bây giờ nó có một vấn đề này, thưa anh Phủ và thưa quý khán giả. Có rất nhiều người đổ thừa ông Biden là cái người phù thủy đứng giật dây đằng sau tất cả các vụ mà tấn công ông Donald Trump, bằng cách ra lệnh cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải truy tố ông Trump từ tiểu bang cho đến liên bang. Thì với tư cách là luật sư và anh hiểu về luật pháp của Hoa Kỳ thì điều đó có khả thi hay không và có thực hiện được hay không? Nhưng mà trước khi anh trả lời câu hỏi đó thì anh xin mời quý gia theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Vâng, vừa rồi là phần thông tin đầu bài đài truyền hình SBTN. Xin trả lại câu hỏi lúc nãy đó, thưa anh Vũ. Cái điều đó có khả thi không? Ông Biden có làm được cái chuyện đó không? Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ có kiểm soát được Bộ Tư pháp của mỗi tiểu bang không? Chúng ta phải nhớ là Hoa Kỳ chúng ta có hai hệ thống chính phủ. Mình sống ở là một hệ thống là chính phủ ở tiểu bang và một hệ thống là chính phủ của liên bang. Hai cái Bộ Tư pháp của tiểu bang và liên bang á, họ không có ảnh hưởng lẫn nhau trên vấn đề quyền hạn cũng như lên chức cũng như ra lệnh cho nhau. Mỗi một cái bộ tư pháp là họ liên quan đến một vấn đề khác nhau. Chẳng hạn như là bộ tư pháp liên bang họ phải xử những vấn đề liên quan tới luật liên bang. Bộ tư pháp tiểu bang thì họ xử những cái vấn đề mà liên quan tới chính trị và hoặc là vấn đề luật pháp hình sự tại cái tiểu bang mình mà thôi. Cái vấn đề là ông cựu tổng thống Trump này đó bị bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Georgia họ truy tố, chứ không phải là do cái tư pháp của liên bang truy tố. Liên bang truy tố chuyện khác, chuyện khác. Đúng không? Và ngay cả trong chuyện bị tội đi nữa đó, ông tổng thống không có quyền gì mà tha tội cho cái người mà bị can nếu mà họ bị sau đó nếu họ bị tội. Ở tiểu bang. Ở tiểu bang. Yeah. Và ở tiểu bang thì chỉ có mỗi Brian Kemp là ông thống đốc, governor, thống đốc của tiểu bang có thể tha thứ cho ông Trump được nếu ông bị tội. Yeah. Còn nếu ông không bị tội thì chuyện không thành vấn đề, nhưng mà trở lại hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Hệ thống của tiểu bang đó, ông Biden đó, ông không liên quan vào được. Đó là lý do tại sao ông Trump ông bị bắt là như vậy nè. Ông Trump ông bị bắt và đưa ra truy tố là tại vì ông đòi can thiệp vào nội bộ của tiểu bang. Ông đòi là lấy những cái máy đếm về vấn đề mà phiếu đó. Và kiếm phiếu cho ông. Và kiếm phiếu cho ông đó, phải đưa nhân viên của ông để coi. Thì như vậy là có phải là anh đụng tới cái máy bầu cử không? Mà cái máy bầu cử này của quyền hạn của tiểu bang. Anh không thể nào mà anh interfere, tức là anh nhào vô, anh đòi tiểu bang phải đưa cho anh cái máy bầu cử, mà tại bầu cử nó thuộc về của tiểu bang mà. Ông bị truy tố là chỗ đó, là cái chỗ mà ông đòi cái chỗ đó, và ông đòi cái ông mà Secretary of State là Bộ trưởng Nội vụ đó. Bộ trưởng Nội vụ đó phải đưa kiếm cho ông ra 11.000 phiếu ở trong cái tiểu bang đó. Nó là tiểu bang. Nó phải liên bang. Vấn đề là làm sao mà ông này ông đếm được 11.000 phiếu đó ở đâu ra? 11.780 phiếu đó ông lấy phiếu đó ở đâu ra? Ông phải thi hành như thế nào? Cái vấn đề đặt ra là ông Trump khi mà ông ra lệnh những cái lệnh đó, và ông ra những cái lệnh để tịch thu cái máy chẳng hạn, để cho người của ông đếm phiếu chẳng hạn, ông vi phạm vấn đề luật tiểu bang ở lúc đó. Và tại vì cái vi phạm mà ông ra lệnh đó, ông mới bị truy tố. Ông không hề bị truy tố về tội ông nói là có bầu cử gian lận nhé. Ông truy tố về cái hành vi của ông. Thì cái hành vi như vậy đó có phải là cái hành vi gọi là anh vi phạm vào cái luật của tiểu bang về vấn đề can thiệp vào vấn đề bầu cử hay không? Và cái sự can thiệp của anh đó nó có racketeering trong đây, tức là có băng đảng đấy, Tường Thắng. Tức là anh có chung với một số những người khác trong cái hệ thống chính quyền tiểu bang của anh, và những cái băng đảng nào anh mang tới để anh coi như lợi dụng cái chức quyền của anh. Anh can thiệp vào nội bộ tiểu bang đó để kiếm cái phần thắng cho cuộc tổng tuyển cử của anh.
chúng ta cũng thấy là có thêm cả những elector gian lận đó anh Đăng Thắng. Đúng rồi. Dạ. Có một số phiếu gian lận của đại cử tri gian lận ở đâu ra? Ai là người ra lệnh chuyện đó? Tức là ở cái tiểu bang đó có một cái hệ thống nào đó đã đi theo và gian lận những cái phiếu đó để đổi cái cuộc diện ở cái tiểu bang đó. Yeah. Thì anh bị truy tố vì cái chuyện anh làm ở tiểu bang đó. Yeah. Và anh vi phạm luật của tiểu bang đó, không phải luật liên bang. Thì ông cựu tổng thống Trump ông bị đó, cùng với lại... Tức là ông Trump ông bị bộ trưởng tư pháp của tiểu bang, hoặc là bộ trưởng, hoặc là attorney, gọi là district attorney của attorney, cái county đó, là của cái quận cao Fulton đó. Yeah. Cái quận Fulton đó họ nói là anh vi phạm quy luật của county chúng tôi, tại vì bầu cử ở đây là phải trong sạch và chúng tôi đã kiểm chứng hết mọi chuyện là trong sạch rồi. Anh đi anh dùng cái quyền lực liên bang của anh này anh đòi lấy cái máy về, có phải anh đụng vô để anh đổi máy không? Nên là máy đếm nữa. Cái này là ông bị truy tố chuyện đó đó. Là cho bây giờ thôi. Không có dính dáng đến cái từ cái ông Biden ông không ra lệnh xuống. Không liên quan gì tới với tổng thống Biden và không liên quan đến bộ trưởng bộ tư pháp của liên bang. Hoàn toàn đây là chuyện tức là ông Merrick Garland là Merrick Garland không ra lệnh. Nhưng mà cũng có cái là cái tên bộ trưởng bộ tư pháp anh tưởng nào, một cái là bộ trưởng bộ tư pháp liên bang, một cái là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang. Người ta hay bị lộn chỗ đó. Đúng rồi. Cứ tưởng rằng là liên bang ra lệnh mà thực sự hai bộ tư pháp hoàn toàn độc lập với nhau. Hoàn toàn độc lập với nhau, không có liên quan với nhau. Cho nên ông cựu tổng thống Trump ông bị bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Georgia truy tố không? Bởi vì ông phải qua Georgia đó, ông phải đóng tiền thế chân đó. À. Chứ không phải là của liên bang. Đó, cho nên chúng ta phải rõ là chuyện đó như vậy. Có chuyện ông có tội không có tội thì phải hạ hội phân giải. Và dĩ nhiên các người mà luật sư của ông cựu tổng thống Trump đó thì họ đang cãi nhau, họ bảo là phải mang vấn đề này về liên bang xử. Tại vì ông là nhân viên liên bang. Tại vì ông là nhân viên liên bang và chuyện này liên quan tới luật của liên bang chứ không phải luật của tiểu bang. À. Vậy mang vào đây xử. Tại vì nếu mà mang xử đó thì cái hệ thống của bộ tập đoàn nó sẽ khác anh Tường Thắng nha. Yeah. Tại vì nếu mà cái hồ sơ này mà xử ở Fulton County á thì phần đông các người bồi thẩm ở County đó, cái số lượng mà ghi danh các người dân là đảng Dân Chủ đông hơn là đảng Cộng Hòa. Cho nên lúc mà bầu luận tội ông trong một cái phiên xử bồi thẩm đoàn đó thì cái xác suất mà ông Trump thắng được có thể có. Tại vì anh chỉ cần một người họ nghĩ rằng ông này không có tội thôi. Yeah. Là họ là phiên tòa phải xử lại. Yeah. Nó gọi là hung jury. Yeah. Còn nếu mà xử ở tòa liên bang đó thì các bồi thẩm đó nó sẽ có từ các nơi khác, những cái quận nhỏ cũng lên tới để cho cái vùng district đó họ lựa bồi thẩm đoàn. Ví dụ như cái district đó họ có 5 quận để lựa bồi thẩm đoàn. Thì họ được lấy bồi thẩm đoàn từ 5 quận đó chứ phải một quận. Còn ở Fulton thì lấy từ quận đó thôi. Của Fulton thôi. Cho nên tất cả các chuyện mà của cựu tổng thống Trump luật sư của họ muốn làm là muốn mang về xử ở liên bang. Ở liên bang. Xử liên bang thì anh được quyền lựa bồi thẩm đoàn từ 5 cái quận khác nhau. 5 quận khác nhau và trong đó có thể xác suất anh kiếm được một người Cộng hòa mà cuồng ông cựu tổng thống Trump để anh thắng được cái vấn đề này là anh có cơ hội. Chỉ cần một người hold out thôi, 11 người kia nói ông này có tội, một người nói ông này không có tội là anh hold out được. Còn trong ở phía quận Fulton nếu mà đa số ghi danh là dân chủ không có nghĩa là anh không có người Cộng hòa. Dạ, nhưng mà anh sẽ cái xác suất mà anh kiếm được những người mà bảo thủ mà cuồng ông Trump đó anh sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu mà anh xử ở tòa án liên bang. Năm quận đó mà một cái là một quận. Một quận, dạ, dạ. Không, giải thích cho rõ để cho mọi người cái đó là cái mà nếu tôi là luật sư của cựu tổng thống Trump, dạ, tôi sẽ làm chuyện đó và tôi sẽ mang cái hồ sơ này qua xử ở county. Nào, bây giờ ở district. Tối cao pháp viện của tiểu bang Georgia đã từ chối không cho ông Trump mang cái vụ án từ tiểu bang lên tới liên bang. Lên tới liên bang. Có kháng cáo được không? Kháng cáo được. Nếu mà họ nói là vấn đề này vi hiến là tại vì họ mang lên kháng cáo ở trên tòa district court của tòa án của liên bang nói là vấn đề là liên quan tội của tiểu bang mà không phải là liên bang chứ phải là của tiểu bang để họ cho chuyện này xử được chứ nhân thắng họ quyền xử và nó lại lên tố cáo pháp viện là tới cáo pháp viện. Dạ vâng, đó là liên giải thích cho rõ về vấn đề hai hệ thống luật pháp tại Hoa Kỳ, liên bang và tiểu bang, để cho tất cả quý rất nhiều người vẫn cứ đổ thừa tại ông Biden ông ra lệnh, ông là phù thủy, ông không, cái này không phải ra lệnh, cái này là luật pháp của Hoa Kỳ là hai hệ thống về vấn đề bộ tư pháp, một cái là hệ thống liên bang không có thẩm quyền đối với hệ thống tiểu bang. Dạ vâng, một cái tin khác kính thưa ông giả, đó là ngày hôm qua thì phía bên Hoa Kỳ, phía bên tòa Bạch Ốc đã xác nhận việc là tổng thống Joe Biden sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 theo lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng để hai bên hợp tác và có thể đưa đến một cái ký thỏa thuận nâng gọi là quan hệ lên hàng chiến lược. Trong lúc đó thì Úc cũng đã có mặt. Trước đó, bà ngoại trưởng của Úc là Wang, ngày hôm qua bà cũng đã tuyên bố là Úc và Việt Nam cũng sẽ nâng cái quan hệ lên hàng chiến lược. Thế thì theo nhận định của anh,
Tại sao đến giờ phút này Cộng sản Việt Nam mới muốn bắt tay với Hoa Kỳ? Có lẽ họ thấy cái gương anh Trần Thắng. Dạ. À, họ thấy cái gương của các nước châu Á khác. Họ thấy cái gương của Phi Luật Tân. Họ thấy cái gương của những nước nước khác mà bị Trung Cộng mà họ đè nén đó. Thì họ nghĩ là có thể là họ phải xích gần Hoa Kỳ hơn. Trong cái chuyện mà có những cái vấn đề chiến lược để được cái dù qua Hoa Kỳ giúp họ. Trong cái chuyện này. Và một chuyện nữa chúng ta thấy đó là chuyện này nó có cái đặc biệt là như thế này. À, ông Nguyễn Phú Trọng đó là ông Nguyễn Phú Trọng là coi như là chairman, tức là Tổng bí thư đảng. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông có chức vụ nhá. Ông là tổng bí thư đảng. Thế thì kỳ này là ông tổng thống Biden qua gặp ông tổng bí thư đảng của Đảng Cộng sản đó. Thì phải chăng là phía trong đó Hoa Kỳ và có những cái thương lượng ngầm với lại phía bên những cái người mà chóp bu của phía bên Đảng Cộng sản, ở trong đó gồm có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để đưa ra những cái vấn đề mà chiến lược. Và tới ngày này chúng ta chưa thấy đâu. Mình phải coi cái nội dung đó sau khi mà họ tuyên bố có cái nội dung chung rồi đó. Mình mới thể đoán được là phía trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có những và bao nhiêu người đồng thuận theo cái vấn đề mà chiến lược mà gần lại Hoa Kỳ hơn trong chuyện này. Nhưng mà đây là điều tốt anh Tường Thắng. Dù muốn dù không, đây là một điều tốt cho đất nước Việt Nam trong cái chuyện mà được bảo vệ khỏi cái sự mà đô hộ cũng như kèm kẹp của anh Trung Cộng trong cái đường họ muốn thoát ra. Đó là chuyện mình nói là chuyện đáng khen chứ mà là chuyện không đáng khen. Cái vấn đề chính là họ làm những gì và Hoa Kỳ đó đã bỏ ra và give up, tức là đã đền bù cũng như mất đi những cái gì để cho thỏa đáng cái chuyện này của những cái tay chóp bù bên Việt Nam. Nói chung nếu mà nó có vấn đề cái cấp chiến lược cho Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng mình phải khen, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đó họ làm giỏi trong chuyện này đó, kéo được Tổng thống Biden lại chấp nhận những cái điều khoản đó. Mà tôi biết chắc đó, vấn đề nhân quyền không phải là một vấn đề quan trọng đâu. Nhưng mà trong chuyện này đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đi đu dây và họ kéo được anh Hoa Kỳ qua đó. Trong cái chuyện mà cho những cái đối tác chiến lược này lên đó, tùy theo anh được cái gì. Thì cái thành quả của họ, họ có quyền họ đem ra, tính là họ nổ dân. Đó, Đảng sáng suốt đó, Đảng lãnh đạo được như vậy đó, Đảng làm được chuyện đó đó. Anh có quyền, tiếng Việt mình nó gọi một cách bình dân là nổ đó. Anh nổ đấy, anh có quyền. Họ có quyền, tại vì nếu họ đòi được một số những cái nhượng bộ của Hoa Kỳ trong cái chuyện mà coi vấn đề dân chủ không phải là cái chuyện chính yếu nữa, mà coi cái chuyện quan trọng là vấn đề chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Như vậy nếu mà chúng ta kết luận trong cái việc này đó, thì có thể nói Cộng sản Việt Nam là một cái lá bài cuối cùng, nghĩa là cái khu vực cuối cùng. Nếu mà chúng ta nhìn vào Biển Đông á, thì cái khu vực Biển Đông chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy có Singapore, chúng ta có Indo, có Nhật Bản, có Nam Hàn, đúng không ạ? Và tất cả những khu vực đó chúng ta đã thấy là bây giờ đã đồng ý coi như là hợp tác với Hoa Kỳ qua cái bộ tứ nè, rồi tất cả những cái, ngay cả Phi Luật Tân và ngay cả vấn đề Úc cũng đã tập trận với nhau, và Hoa Kỳ cũng đã tập trận với Úc và Phi Luật Tân và Nam Hàn và Nhật Bản. Chỉ còn anh Cộng sản Việt Nam là cuối cùng thôi, mà tới bây giờ anh Cộng sản Việt Nam đã đồng ý, cũng đã phải nghe là yêu cầu được coi như là một thành viên trong cái liên minh mà có thể mình gọi là mở ngoặc đóng ngoặc chống Trung Cộng đó. Thì đây là sự thành công của Hoa Kỳ. Đúng, đây là một sự thành công của Hoa Kỳ, tổng thành công của Tổng thống Biden. Nhưng mà người Việt, mà người chúng ta, những người yêu tự do đó, anh Tường Thắng, là có thể sẽ có cái thái độ khó hơn, cái cách khó khăn hơn khi mà anh thương lượng với Cộng sản Việt Nam. Nhất là Hoa Kỳ họ cần cái anh Cộng sản Việt Nam xích lại trong cái chuyện mà để kiềm chế lại Trung Cộng. Dạ vâng. Nhất là vấn đề bắt bớ những người mà ở trong nước. Dạ vâng. Vâng, thì đương nhiên là phải có phi trả giá và trao đổi, chứ không thể muốn được tất cả. Rất tiếc và thời gian không có nhiều. Một lần nữa, Trần Thắng xin cảm ơn luật sư Đỗ Phủ, xin cảm ơn quý giả của SBTN và xin hẹn quý giả vào tuần sau trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN.